Nhìn thấy anh Phương và chị Tuyền rồi đâu ạ? Anh Phương và chị Tuyền đâu ạ? Vâng, lại nhà già bao nhiêu? Xin cảm ơn quý vị. Tiếp tục đi ạ. Còn ai không ạ? Tôi nhìn thấy anh Phương lên rồi. Anh Phương là nhìn thấy u búa đây là lên tắm hoa đây rồi. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn anh Phương. Anh Phương đừng cho tiếp tục văn nghệ ủng hộ là 100.000 đồng. Xin cảm ơn anh Phương của gia đình. Tiếp tục đi ạ. Chúng tôi nhìn thấy là chị Hoa và anh Hạnh ra rồi nhưng tôi thấy anh Hạnh chưa ra đâu ạ. Vẫn cứ lưng ly rượu thế kia. Đề nghị anh Hạnh lên ủng hộ các cô đặc biệt ủng hộ mình trên sân khấu đây ạ. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn chị Vương. Vâng, xin cảm ơn chị. Tiếp tục ạ. Bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận khu dân cư, phó trưởng ban tổ chức lễ hội. Vâng, xin cảm ơn các chị bằng 5.000 đồng. Chúng tôi có một thông tin rất quý giá là chúng tôi nhìn thấy là chị lụ ngồi trên sân khấu, anh Quyết cứ đứng ở trong kia mỉm cười. Anh Quyết đâu ạ? Cứ đứng ở góc bếp rồi. Chiến con mà thơm lên ủng hộ bà đâu ạ? Anh Chiến con trai sớm lớn đâu ạ? Chưa thấy ủng hộ. À vâng. Bà Luận ạ. À, xin cảm ơn bà Luận rất nhiều. Một ly một like. Của ít làm nhiều. Các cô bảo rồi mưa nhiều cũng thấm lâu. Thấm lâu sẽ lụt. Vâng, đây là anh Vinh. Vinh điện thoại Mobi. Các bà có lại điện thoại chúng ta có anh Vinh nhá. Anh Vinh ủng hộ cho 100.000 và xin cảm ơn. Và đây rồi, gọi tên cái con này, đây là anh Hạnh đây, cứ mải uống rượu làm gì, ngắm cái sân khấu này đây. Anh Hạnh 100.000 đồng, xin được cảm ơn anh Hạnh và cảm ơn anh Vinh. Anh Phương đâu? Đây là anh Phương Tuyền. Anh Phương Tuyền đây, u trên này này, ra đây. Không có ra cho anh. Đây là anh Phương và đây là nhìn bà Sinh rồi. Xin được cảm ơn bà Sinh nhá. Xin được cảm ơn nhá. À con ra kia để đây nhỉ. Con ở đây. Và xin được cảm ơn bà cháu bà Sinh. Chúng tôi lại nhìn thấy chị Huyền rồi. Chị Huyền đang mở ví rồi. Vâng. Từ dưới góc sân kia nhà phi lên ngay. Vâng. Xin cảm ơn chị Huyền. Một ly một like cũng là động viên những quốc công của tôi trên sân khấu để múa dẻo hơn, khỏe hơn và đẹp hơn. Còn ai không nhỉ? Tôi chưa nhìn thấy. Hôm qua thấy anh Nam rồi, chưa thấy anh Nam là chị Hiền. Chào bắt tay thật lớn được quý vị ạ. Xin được chúc mừng tiết mục rất thành công của hội người cao tuổi thôn Chảy Giữa. Và xin mời các cô sẽ nhận lại chiến lợi phẩm của mình sau một thời gian thi đấu trên sân khấu. Vỗ tay đi quý vị ơi, một chào bắt tay thật lớn để động viên ạ. Và xin cảm ơn quý vị.